Nếu đã không thể ở bên nhau lâu bền như lời hứa, thì mong chút kỷ niệm cũng sẽ không phai mờ, là ký ức đẹp nhất trong lòng mỗi người. Âu cũng đã là duyên số, lòng người khó đoán, duyên trời khó định. Mình chỉ biết yêu theo trái tim mình và nắm giữ cho thật chặt những điều mình đã có. Thế nhưng đến một lúc nào đó cũng cần học cách buông tay sao cho nhẹ nhàng nhất. Lại một ngày mới hiện ra trước đôi mắt kèm nhèm buồn ngủ của tôi. Hôm nay tôi được nghỉ làm, cũng chẳng biết ngày gì mà được nghỉ nữa. Lâu lắm rồi tôi không động tay vào cuốn lịch treo tường, cũng chẳng thèm quan tâm tới ngày tháng đang trôi nhanh ra sao. Điều tôi quan tâm mỗi ngày chỉ là hôm nay có đi làm không, đã tới bữa ăn chưa, và mấy giờ thì mình được nghỉ làm. Một ngày trôi qua với tôi đơn điệu như thế, không ồn ào, không phức tạp. Tôi muốn tôi được trở về với bình yên của cuộc sống. Tôi muốn tôi được sống một cách thanh thản, không vướng bận yêu đương để rồi phải nợ nần nhau. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, đây có phải là số điện thoại của chị Nhung không ạ? Đầu dây bên kia là giọng của một người con trai còn khá trẻ. Tôi nhận ra giọng nói ấy rất quen, nhưng thực sự không thể nhớ ra đó là ai. Dạ đúng rồi, là tôi. Ai vậy ạ? Em là người hôm nọ nói chuyện với chị ở quán cà phê Mộc. Chị có nhớ em không? Bây giờ thì tôi đã biết ai ở đầu dây bên kia rồi. Là cậu sinh viên vẻ ngoài thanh tú, nhưng lại có một suy nghĩ còn chín chắn hơn cả tôi. Cậu ấy gọi để hẹn tôi đi khám phá một địa điểm mà theo lời cậu nói, nó sẽ khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Chúng tôi hẹn nhau đúng 8 giờ sáng ở cà phê Mộc. Khi bước vào quán, tôi bắt gặp ánh mắt kỳ bí của anh quản lý. Anh ấy đang nghĩ gì về tôi hôm nay? Chị tới muộn 5 phút, cậu nói với một giọng khá vui vẻ. Xin lỗi, tôi bị kẹt xe. Chúng ta đi thôi, cậu nói rồi mau chóng đi ra tới chỗ gửi xe, dắt ra chiếc mô tô thể thao Z1000. Tôi đứng ở góc quầy pha chế với một sự ngạc nhiên trông thấy. Tôi cầm lấy mũ bảo hiểm rồi bước ra xe. Thực sự, điều tôi ngạc nhiên là cậu sinh viên mà tôi ấn tượng hôm trước nay lại biến thành một chàng trai cá tính trên chiếc mô tô tới 1000 phân khối. Chị ngồi chắc nhé, đoạn đường chúng ta đi khá dài đấy. Chưa kịp để tôi hỏi gì thêm về chuyến đi, cậu đã vít ga và phóng thật nhanh, lạng lách qua những con đường chật cứng xe cộ của Sài Gòn. Chúng tôi ra khỏi thành phố và hướng về đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Bây giờ cậu mới giảm tốc độ xuống, quay lại phía sau hỏi thăm tôi. Chị cảm thấy thế nào? Đương nhiên là tôi sẽ phải nói là, cậu làm cái gì vậy, định giết tôi sao? Thế nhưng, để giữ phép lịch sự, tôi vẫn phải trả lời rằng, cũng hơi sợ một chút, nhưng mà chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta đi tới Phan Thiết. À, chị đừng gọi em là cậu nữa, em có tên, em tên Huy. Tiếng gió thổi ngược làm tôi nghe những câu nói của cậu không rõ ràng, nhưng tôi vẫn nghe rõ được cái tên của cậu. Vậy là chàng trai này tên Huy, cái tên cùng vần với Duy. Giây phút phải nhắm chặt mắt lại, mặc cho đau thương tuôn rơi, sẽ là lúc kết thúc cho tất cả. Đau mãi, khổ mãi thì ai yêu ta, ai thương ta được đây? Tình yêu của hai con người ngắn ngủi chỉ có vậy. Bên anh lần cuối
cho em được nắm đôi tay, cho em ôm lấy đôi vai, rồi sớm mai bình minh mang anh xa xôi. Đành thôi quên nhé tiếng yêu đã trao hôm nào, đành thôi xa nhé giấc mơ khi ta có nhau, giấc mơ nào khi tay còn nắm tay, giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay. Giờ tan theo bao nhiêu yêu số vụt bay, tìm trong nỗi nhớ giấc mơ đã xa em rồi, tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi. Tình yêu giờ đây đã tan biến mau, giấc mơ còn đây mà người ở đâu, tìm kiếm mãi một giấc mơ anh ở đâu.
cảnh vật hai bên đường hiện lên trước mắt tôi, như đang cố gắng xóa tan những nỗi buồn đang bủa vây tâm trí. Từ cánh đồng lúa vàng bát ngát vị đồng quê, cho tới tiếng sóng biển rì rào vỗ cát. Từ những làng quê nghèo với những nụ cười luôn nở trên môi, cho tới những phố thị người xe tấp nập. Bỗng dưng tôi cảm thấy vui hơn hẳn, nhìn cuộc sống ngoài kia sao mà nhiều màu sắc quá. Tôi chợt nhớ tới lời hứa mà tôi đã tự hứa với bản thân sau khi chia tay với Duy, là tôi sẽ phải cố gắng sống một cuộc sống thật bình yên. Vậy thế nào mới là cuộc sống bình yên đây? Chúng tôi chạy trên những cung đường ngoằn ngoèo của quốc lộ 1A cho tới khi cái biển, thành phố Phan Thiết kính chào hiện ra. Vậy là đã tới nơi sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe ê ẩm. Huy phấn chấn dắt tôi chạy ra biển ngắm hoàng hôn. Cậu nói, hoàng hôn ở biển Phan Thiết được coi là đẹp nhất Việt Nam đấy chị. Tôi quay sang nhìn Huy, thấy được cái vẻ mặt hớn hở khi được ngắm hoàng hôn mà sao thấy lòng thanh thản đến lạ. Không muốn phá vỡ không khí không kém phần lãng mạn lúc này, tôi không bàn luận gì thêm về lời nói của cậu. Mặc dù Phan Thiết chưa chắc là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt vời nhất ở Việt Nam, nhưng dù sao, ở đây hoàng hôn cũng rất đẹp, rất thanh bình. Màn đêm dần bao trùm thành phố Phan Thiết, và chúng tôi thì đang loay hoay đi kiếm phòng cho tối nay. Vì bây giờ là mùa cao điểm đón khách du lịch, nên chỗ nào cũng kêu hết phòng. Tới 9 giờ tối, chúng tôi thật sự đã nản với việc tìm phòng. Bụng tôi cũng đã đói cồn cào, vì từ sớm tới giờ chưa hề có gì trong bụng. Mình đi ăn trước rồi đi tìm phòng sau nhé chị. Huy nói với một tâm thế khá hào hứng. Hình như tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy không vui vẻ cả. Chúng tôi đi ăn đậu hải sản tại một quán có view khá đẹp, gần biển, có gió thiên nhiên và cách bài trí cũng mang xu hướng phóng khoáng. Chị đừng giận em chuyện dám tự ý dẫn chị ra đây nhé, Huy nói. Không sao, dù sao đó cũng là ý tốt thôi. Huy cười tít mắt, câu nói của tôi cứ như tiếp cho cậu ấy thêm vài mega calo để cậu gấp đồ ăn cho tôi tới tấp. Chị ơi, nhỡ mình không tìm được phòng ngủ thì sao hả chị? Sau khi ăn no cái bụng, giờ mới nhớ tới chuyện chưa tìm được phòng ngủ tối nay. Dở đồng hồ ra xem, lúc này cũng đã là 10 giờ 15 phút rồi. Đường phố ở đây cũng đã thư người, mấy khách sạn, nhà nghỉ cũng treo biển full phòng gần hết rồi. Tôi đành bảo Huy, tối nay ngủ ngoài bờ biển. Không được, thế cực cho chị lắm. Giọng Huy gắt gỏng. Không sao, cũng vui mà. Rồi tôi lặng lẽ bước ra phía bờ biển, những con sóng cứ thế vỗ vào bờ. Rì rào những âm thanh trầm bổng. Huy theo ngay sau tôi, có vẻ cậu rất ngại chuyện để tôi phải ngủ ngoài bờ biển. Tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Ừ, vì em thấy chị rất giống bạn gái cũ của em. Huy ngẹn lời, em xin lỗi nếu điều đó làm chị bực mình. Tôi lặng thinh một chút, ngồi xuống vo ve mấy hạt cát. Huy cũng ngồi cạnh bên tôi, thở dài một hơi. Tôi không giận gì cậu cả, nhưng tôi muốn biết lý do thật sự cơ. Huy lại thở dài một hơi nữa, tay cậu nhặt lấy một chiếc vỏ sò rồi ném nó xuống con sóng ngoài kia. Bạn gái em đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 2 năm trước. Sau chuyện đó, em đã có một thời gian khủng hoảng giống như chị bây giờ, mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu và vào số phận. Em đã nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, cho tới khi ba mẹ em phải từ dưới quê lên năn nỉ, em mới chịu mở cửa. Khi ấy em đã suýt chết vì không muốn ăn uống gì. Huy dừng lại, dường như cậu đang khóc. Em đã yêu cô ấy rất nhiều, và ông trời đã cướp mất đi cô ấy. Khi nhìn thấy chị ở quán mộc, trong tích tắc em đã nghĩ đó là bạn gái của em, để rồi em chọn cho mình một góc riêng đủ kín đáo để nhìn chị. Sau nhiều lần như thế, em đã lấy hết can đảm để tới bắt chuyện với chị trong ngày hôm đó. Em cũng không biết bây giờ em đang muốn điều gì, chỉ là em muốn bù đắp cho những tháng ngày bỏ bê cô ấy theo niềm đam mê đua xe của em mà thôi. Bây giờ thì Huy đã khóc thật sự, cậu mau chóng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy từ đôi mắt đượm buồn. Nỗi buồn đó quả thật là khó có lời nào có thể diễn tả được. Tôi ôm lấy Huy, để cậu tựa vào bờ vai tôi mà khóc. Bây giờ tôi cũng đã khóc rồi,
Tôi khóc cho số phận hẩm hiu của bạn gái Huy, tôi khóc cho nỗi đau của Huy, và tôi khóc cho chính bản thân tôi. Có những lúc cuộc đời này bạc bẽo lắm, lấy đi của ta những người ta yêu thương để dạy cho ta những bài học quý giá. Thật sự có đáng hay không đây? Sẽ xa sao em không thể cố
tiếp tục nữa. Chẳng bao giờ em trách anh, chỉ biết im lặng như thế thôi. Khóc trong lòng không nói ra bởi xót xa. Sau khi Huy đã ngủ một giấc ngon lành bên bãi biển, tôi đứng dậy bắt đầu đi dạo quanh bờ biển. Biển buổi đêm buồn lắm, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ cùng với tiếng gió hiu hiu thổi mà thôi. Những dấu hiệu của con người cũng rất ít. Thi thoảng có tiếng còi của một chiếc xe nào đó đi ngang qua đây, hay có tiếng một chiếc thuyền nào đó cập bến phía xa kia. Tôi bắt đầu nghĩ tới Duy, hình bóng anh giờ đây khá rõ nét trong đầu tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp anh. Có lẽ cũng phải nửa năm rồi. Không biết anh giờ đây thế nào nhỉ? Lúc chia tay tôi, anh đã nói, nếu có thể, chúng mình quay lại làm bạn bè nhé. Khi đó tôi đã cười thật lớn, cười vào cái vẻ ngây thơ của anh khi nghĩ rằng sau tình yêu có tình bạn. Tôi không tin chúng tôi có thể làm được điều ấy, vì vậy tôi đã chọn cách xa lánh anh, khiến anh biến mất khỏi thế giới của tôi. Cũng chẳng biết tôi làm điều đó có đúng không nữa. Chỉ biết tới bây giờ, trong lòng tôi vẫn chưa thể tìm cho mình một khoảng trời bình yên như đã hứa. Phải chăng chẳng có khoảng trời bình yên nào dành cho tôi? Tôi cũng không biết nữa. Sao chị dậy sớm thế? Định ngắm bình minh một mình hả? Huy ở ngay sau tôi thì thào bằng một giọng ngái ngủ. Nhanh thật, đã gần sáng rồi. Tôi đang tư lự vài chuyện thôi. Huy vươn vai, chạy về phía biển và hét to một tiếng rồi quay lại cười với tôi. Hãy bỏ qua mọi thứ đi chị, hãy tận hưởng cuộc sống này đi, sẽ chẳng có cơ hội thứ hai để làm điều đó đâu. Nói rồi Huy chạy về phía biển, thả mình xuống những con sóng từ ngàn năm trước vẫn cứ đang vỗ bờ. Huy nói đúng, tôi nên bỏ đi tất cả muộn phiền để hưởng thụ cuộc sống này. Tôi nên nhắn cho Duy một tin nhắn hỏi thăm như một người bạn. Và tôi nên chạy ra ngoài kia, ngoài biển khơi bao la, và thử cảm nhận những thứ lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ dám thử. Thực ra tôi đã nhầm khi kiếm tìm cho mình một khoảng trời bình yên riêng, vì chỉ có một khoảng trời trên đầu tôi mà thôi. Điều quan trọng là trái tim tôi có bình yên hay không mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe phần cuối của truyện ngắn Bình Yên Nơi Trái Tim của tác giả Duy Duy qua Radio 39. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình radio của website curly.vn, được phát trực tuyến tại website curly.vn. Mọi thư từ đóng góp xin gửi về email curly.vn@gmail.com hoặc website www.curly.vn. Chúc các bạn một buổi tối ngọt ngào. Chưa kịp ghé qua, chia tay nhau rồi.
là người cô đơn. Em đừng lo lắng, hay nói do ta không hợp nhau. Anh sẽ tốt mà, nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi. Những kỷ niệm này em xin gửi lại nơi tim. Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau, quan sát quanh bên đường ngập màu yêu. Đường chưa kịp ghé qua, chia tay nhau rồi. Ai là người cô nhau rồi.